Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa tiết lộ hành tung bất ngờ của ông trùm tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin hôm 6 tháng 7. Ông Yevgeny Prigozhin được cho là đã tới Belarus theo thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau cuộc nổi loạn hôm 24 tháng 6. Ông chủ Wagner không xuất hiện trước công chúng kể từ khi rời thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga đêm 24 tháng 6. Vụ nổi loạn liên quan tới ông trùm này kết thúc êm, phần lớn nhờ vai trò trung gian của Tổng thống Alexander Lukashenko. Theo thỏa thuận này, ông trùm Yevgeny Prigozhin sẽ tới Belarus, đổi lại phía Nga sẽ đình chỉ việc khởi tố đối với ông và các nhân viên dưới quyền tham gia nổi loạn. Tuy vậy, trả lời với CNN hôm 6 tháng 7, Tổng thống Lukashenko bất ngờ nói rằng ông trùm Wagner hiện không có mặt ở Belarus. Về phần Yevgeny Prigozhin, ông ấy đang ở Saint Petersburg. Cũng có thể sáng mai ông ấy sẽ tới Moscow hoặc nơi khác ở Nga. Ông Lukashenko trả lời họp báo quốc tế ở Minsk và nhấn mạnh, hiện tại, ông Yevgeny Prigozhin không ở trên lãnh thổ Belarus. Cũng tại đây, ông Lukashenko tiết lộ phía Nga sẽ quyết định liệu các tay súng Wagner có đến Belarus hay không. Điều này sẽ được quyết định trong tương lai gần, ông nói thêm. Thông tin từ CNN cũng cho biết tới thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ kể từ sau vụ nổi loạn, các tay súng Wagner đã tới nước đồng minh láng giềng của Nga hay chưa. Nếu như Wagner đến Smyrna, Tổng thống Lukashenko cho biết sẽ mời họ huấn luyện và truyền thụ kinh nghiệm thực chiến cho binh sĩ quân đội Belarus. Tôi được thông báo vào sáng nay rằng các chiến binh Wagner đang đóng quân tại các căn cứ trước đây của họ, ông Lukashenko cho biết thêm. Hành tung bí ẩn của ông trùm Yevgeny Prigozhin được tiết lộ trong bối cảnh báo Fontanka của Nga hôm 4 tháng 7 đưa tin. Ông này đã trở lại thành phố Saint Petersburg, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Wagner. Nguồn tin cho rằng, ông trùm Wagner trở về thành phố này để nhận lại số vũ khí đã bị cơ quan an ninh Liên bang Nga tịch thu sau vụ nổi loạn. Sau khi nhận lại vũ khí, ông Prigozhin và đoàn tùy tùng lập tức rời đi, báo Fontanka thông tin. Các kênh truyền thông của Nga cũng đăng video ghi lại vụ đột kích vào văn phòng và dinh thự của ông trùm Wagner ở Saint Petersburg và chứng kiến việc thu nhiều tiền mặt cùng vũ khí được tìm thấy.